Hello mọi người đã đến với kênh YouTube của mình là Trang Official đây. Thì cái video này là dọn dẹp mà trước ngày Tết á, mà bây giờ mình mới được đăng thì cũng do mấy ngày Tết là mình đi chơi hơi bị nhiều nên không có thời gian chỉnh video. Với lại là lúc mà chơi Tết xong mình vô học là thì phải đi học, mà kiểu mình ngủ sớm á, cái buổi trưa mình buồn ngủ, mình phải ngủ trưa hết trời đất ơi, gặp thêm cái tính lười biếng của mình nữa. Nên là cái video này mình thấy là nó đăng hơi bị trễ luôn á, quá trễ luôn á, trong khi ngày Tết nó đã qua hơi bị lâu rồi đó. Cái video này là mình quay từ ngày 25 đến ngày 30 Tết, mà thường thường ngày 25 thì mọi người sẽ đi tảo mộ. Thì kiểu là gia đình sẽ tụ họp với nhau rồi dọn dẹp lại cái phần mộ của ông bà tổ tiên này kia cho nó sạch sẽ nữa mọi người. Cái việc này cũng là phong tục của người Việt Nam mình rồi, nên là mình nghĩ nhà các bạn cũng phải làm giống nhà mình vậy đúng không? Do là gia đình của mình muốn dọn dẹp sạch sẽ mộ của bà mình nên là kiểu có leo lên để dọn cho phần ở trên luôn. Thì mình có lên Google mình coi là người ta nói là không nên dẫm lên cái mộ của người khác thôi. Còn cái này là bà của mình thì mình nghĩ chắc cũng không có sao đâu ha. Tại vì mình chỉ muốn dọn dẹp sạch cái phần ở trên thôi. Nếu bây giờ mình đứng ở dưới thì cũng khó có thể lau chùi được á. Sau khi mà gia đình của mình đã dọn dẹp xong chỗ đó rồi thì sẽ lên nhà trước để dọn nhà. Hên là nhà của mình không có bàn ghế gỗ đồ này kia như nhà của mọi người, nhưng mà khổ cái là phải lau dọn hai căn nhà luôn á. Theo mình nhớ không lầm là cái hôm này là mình dậy rất là sớm để mình đi chợ với mẹ của mình, xong rồi là về nhà xong là lên nhà lớn của mình dọn dẹp quá trời quá đất luôn. Trời đất ơi, hồi nãy giờ mình kinh cái niệm ra với mấy cái đồ này ra khỏi cái niệm của mình để mình đi giặt mà mình quên bấm quay. Ủa, alo, trời đất ơi, tại sao vậy? Dọn dẹp cái nhà lớn của mình thì cũng đã được phân nửa rồi, nhưng mà mình phải về dưới nhà của mình để dọn. Còn cái nhà lớn thì để vài bữa nó dọn tiếp nữa. Trời ơi, tự nhiên bữa nay dọn nhà ăn Tết cái mình được ginh cái giường ra. Hồi đó giờ là mình muốn ginh cái giường ra để cho nó rộng cái khu này nè. Trời ơi, tối nay ngủ cái nó sẽ rất là lạ luôn, nó nằm xuống. Thì nếu mà mình ginh cái giường ra thì chỗ này sẽ khá là rộng hơn. Chỉ có cái giường cái thanh nó rất là to, nó đụng xuống cái ghế của mình, nó bị cái này nó trơ nè. Bây giờ mình ngồi mình chỉnh cái video rồi mình thấy mình dọn dẹp tự nhiên mình mệt ngang luôn á mấy bạn. Kiểu mấy cái bữa đó là mình hơi bị ám ảnh luôn á. Tuy là cái lúc dọn thì mình thấy hơi bị mệt luôn á, nhưng mà lúc mà dọn xong rồi thấy cái phòng hay là cái nhà của mình nó sạch, trời đất ơi, nó đã lắm á mọi người. Kiểu cảm giác nó sạch sẽ rồi nó thoáng mát lắm kìa. Không biết là bây giờ mình đăng mấy cái video mà dọn dẹp mình trước ngày Tết biết có ai coi không nữa. Mình định là cái video này là bữa 30 mình đăng rồi đó, nhưng mà bận quá trời bận luôn, cái xong rồi mình không có được đăng luôn, mình cũng không có được chỉnh luôn. Rồi tới mấy ngày Tết là mình không có bao giờ mình rảnh luôn á, là mình đi chơi từ mùng 1 cho tới mùng 8, mùng 9 như luôn á mọi người.
Đáng lẽ đi chơi về thì mình vẫn còn có thời gian chỉnh video vào buổi tối, nhưng mà có điều là quá trời mệt rồi, không có thể chỉnh nữa luôn á, làm biếng nữa. Cái nhà như nhà mình không? Cái chỗ phơi đồ thì nó nằm ở đây nè đúng không? Thì đang vòng vòng như khu nhà thôi. Đó, không phải khu nhà mà dạng là chỗ gần cái nhà để dễ ra đấy, nhưng mà không nha. Trời đất ơi! Thấy gì không? Mình không ngờ mẹ mình đang kiếm cái nắng đó, kiểu giờ là chiều rồi á, nên là ông mặt trời nó không có chiếu ngay chỗ này nữa. Nên là mình phải đi ra tới thằng này để phơi. Nãy mình với mẹ mình có ra đây để phơi nè. Trời, máng lũ khủ hết trơn, nhà mình giờ kiếm chỗ nắng để phơi. Kiểu sáng nay phơi cũng nhiều quá, giặt nhiều thứ quá nên là bây giờ phải kiếm chỗ mới để phơi. Bây giờ thì cũng đã chiều chiều mát mát rồi nên là mình với mẹ mình đi ra ngoài bằng cỏ. Thì cái đường này là cái đường để đi ra lên lỗ lớn của nhà mình nè. Thì nó mọc cỏ hơi bị nhiều luôn nên là phải mần cho nó sạch. Chứ không thôi mùa một Tết mà nó còn mùa xương động lại trên cỏ mọi người, mình đi ngang thì nó sẽ dính vô quần áo của mình. Đáng lẽ là xong phút đó là mình định ghép vô là qua ngày hôm sau rồi, nhưng mà tại vì mình chuyển qua cái app chỉnh sửa khác đó nên là bây giờ mình mất luôn cái đó luôn. Thì đáng lẽ là mình có thể lên YouTube để mình lưu về, nhưng mà trên đó thì mình phải lựa từng cái mọi người, bây giờ mình rất là làm biếng rồi. Thôi thì túm cái gọn lại là bữa nay mình lại lên nhà lớn của mình dọn tiếp nữa. Thì cái này dạng là lao mấy cái tường á mọi người. Bữa nay là mình dọn như nhà lớn của mình là xong hết trơn luôn rồi. Hồi bữa mình dọn phân nữa, bữa nay lên dọn phân nữa nó là xong rồi, nên là không có cần dọn nữa. Oh my god, hôm nay là ngày 30 rồi các bạn ơi. Thì bữa nay là gia đình mình dọn đồ lên nhà lớn để cúng này kia mọi người. Thì sáng bữa nay là mình với mẹ mình có đi chợ để mua bông mấy cái đồ này kia để về cúng. Còn bây giờ là mẹ mình đang cắt mấy bông hoa vô để cắm vào cái chậu bông rồi xong đem lên đó để trưng. Sau khi mà đã cắt bông rồi lựa này kia vô cái bình rồi thì giờ mình phải ngồi mình dán mấy cái dán màu đỏ mà mọi người. Kiểu mấy cái dán vô mấy cái trái bưởi, trái đồ gì đó để chân trên bàn hay là này kia đó. Và bây giờ là mình cũng đã có mặt ở trên nhà lớn rồi, và mình với gia mình đang dọn mấy cái đồ ra để chân ra rồi cúng đồ này kia. Ngồi lòng tiếng rồi nói quá trời nói luôn, bây giờ nói chuyện mà cứ ơ ơ a a hoài không hiểu gì hết trơn á, người ngu ngu luôn rồi.
Thường thường á là nhà mình chỉ có bốn người, là cha mình, mẹ mình, anh hai mình và mình thôi. Nhưng mà tới năm nay thì tới năm người lận, không có phải là có thêm thành viên mới đâu nha, mà là bạn của anh hai mình lại nhà chơi Tết với anh hai của mình, với gia đình mình luôn. Hồi là gọi anh hai mình học tiếng Anh ở trên thành phố á, thì có học chung với cái anh đó, thì chơi với nhau cũng gọi là quý mến nhau thân gì đó, nên là về chơi Tết chung với nhau. Thì mình là một con người khá là ngại ngùng, nên là lúc đầu anh nói về nhà mình á là ngày hai mươi mấy Tết đó ta, mình không có nhớ rõ nữa. Mấy cái bữa đầu á thì mình không có nói chuyện gì nhiều hết trơn, mà bắt đầu từ ngày 30 Tết cho đi á là mình nói chuyện quá trời nói luôn. Tại vì anh đó dạng là hướng ngoại á, mọi người nói chuyện rất là dễ, kiểu thân thiện này kia đó, nên là dễ bắt chuyện với nhau lắm. Hai thì hôm nay đã là ngày 30 rồi, thì trà Vinh mình có thông báo là bữa nay bắn pháo bông, nên là anh chị em mình rủ nhau đi coi luôn. Trời, cái này cũng là lần đầu tiên mà mình được đi coi luôn đó mấy bạn. Hello. Hello. Báo là phải giấu mặt luôn. Ủa, xịn vậy. Đỉnh vậy sao? Hello. Bữa nay đi coi bắn pháo bông là anh hai của mình sẽ chở mình. Ủa này, anh hai hỏi mấy bạn chứ không phải anh hai ruột đâu. Anh hai ruột của mình thì chở anh lại nhà mình chơi á, thì anh chị em ở trong nhóm chia ra chở mình với Yên Xuyên, để hai mình còn nhỏ mà đâu chạy xe được đâu. Theo cái trí nhớ siêu phàm mà dễ quên của mình á, thì mình nhớ hồi mùng một năm trước á là anh hai Khang của mình cũng chở mình đi lên chợ Vinh giống vậy luôn á. Và đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình được coi bắn pháo bông á mọi người. Hồi đó cũng dạng là có bắn pháo bông nhưng mà tại mình không có đi coi, thì bây giờ mình cũng lớn lớn rồi, nên là mẹ cho đi, nên là giờ mình đi chung với anh chị trong gia đình luôn. Bữa nay là ngày 30 Tết và là có bắn pháo hoa, nên là bây giờ rất là đông người luôn mọi người. Hồi nãy giờ là anh em của mình đó là đi hết bờ kè rồi đi tới mấy cái quán ăn, trời đất ơi nó nghẹt hết trơn luôn á, không biết ngồi ở đâu luôn bây giờ luôn. Ngồi trên xe hồi nãy giờ là cũng tầm một tiếng mấy rồi đó, trời đi xuống một cái hai cái chân nó muốn sụp cả đuổi luôn á trời. Bây giờ là tầm 8 giờ mấy mà tới 10 giờ mấy người ta mới bắn lận, nên là giờ anh chị em mình chỉ biết là chị không dòng chị Vinh thôi. Bây giờ ghé mấy cái quán cũng không có được tại vì người ta đông quá trời đông. Lúc mà đã biết đường rồi không có biết là còn quán nào để đi không á, thì mình có nhớ trực ra là có cái chỗ này nè, cái quán này là thương một xíu á mọi người. Trời ơi cái view đúng đẹp luôn, mà có điều thì đông quá trời luôn. Giờ người ta đi trước hết rồi, giờ đợi đèn đỏ. No. Hay già, hồi nãy giờ hai anh em mình chơi sao á, rồi cái đèn đỏ cái xong hai anh em mình đứng lại đợi cái mấy người kia kiểu đi trước rồi, nên là đi thẳng một mạch luôn, cái xong hai anh em mình phải đi kiếm quá trời quá đất luôn á. Thì có gọi xong rồi kêu đi thẳng hoài luôn, nên là hai anh em mình đi hút luôn. Trời đất ơi, mới gửi là cái địa chỉ Google luôn á mình mới tìm được. Nói chung là đi coi bắn pháo bông cũng nhàn, mình thì ở nhà mình có ăn trước rồi nên mình không có đói gì hết trơn á, còn anh Khang với anh Lộc của mình không có ăn gì á, cái tiểu đi ấy cũng hơi bị đói. Mà bây giờ thì đi tìm quán ăn nó cũng khó nữa, bây giờ đi quán nào nó cũng đông hết, không còn có chỗ nó bàn ghế tụi mình ngồi luôn á. Bỏ công sức ra mình đi quá trời xa luôn, mình đi lên đây mình coi bắn pháo bông mà mình cũng không có được ăn cái gì luôn, trời ơi. Trời ơi. Dòng người đông đúc quá. Tưởng đi bảo thôi. Đi bảo thôi. Thank you.
chờ đợi không phải là anh Phúc, nhưng mà anh Phúc là đây khi được ăn. Vui. Hồi nãy cái đường một chiều là có cái bãi cỏ đó mọi người, là tụi mình định ngồi đó là tụi mình xem pháo bông luôn rồi, nhưng mà có điều thì nó hơi bị xa nên là anh hai của mình với cái anh bạn của anh hai mình á là dẫn tụi mình vô đây để coi luôn cho nó dễ. Còn mấy anh chị kia của tụi mình á thì cứ ngồi ở ngoài à, có mình tụi mình vô à, mà vô đây thì trời đất ơi nó đông muốn nghẹt luôn á. Đông người thì cũng không có tới nổi đâu, nhưng mà cái vụ mà bắn pháo bông mà sai giờ á, trời đất ơi người ta bắn trễ quá mọi người. Kiểu ở trong giấy mà ta ghi sớm mà ta bắn trễ, đợi mà tới đổ một hồi hộp luôn á. Tuy là mình đợi hơi lâu nhưng mà lúc mà pháo bông bắn lên nó không có làm mình thất vọng của mọi người, quá tuyệt vời luôn. Trời đất ơi, các bạn có thấy cái gì mà mình đang thấy không? Lúc đó mình với Yên Xuyên đang đứng coi ngon lành á, tự nhiên pháo bông nó rớt xuống quá trời, tưởng mà là bị trúng người á, hai đứa chạy tón lộn mất tiêu luôn. Lúc đó là anh hai của mình với anh bạn của anh hai mình đứng ở đó ngơ ngác luôn, hai người cầm máy quay kiểu quay cho tụi mình á, cái xong tự nhiên xoay lại mất tiêu tụi mình luôn, tại vì tụi mình sợ quá, tụi mình chạy ra đó đằng sau đó tụi mình coi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi thôi, trời ơi, thôi thôi. Thôi tôi sợ lắm, thôi tôi không quay lại. Thôi, làm đi tôi không biết.
Vậy là pháo bông thì nó cũng đã bắn xong rồi. Mấy bạn coi ở trong video thì thấy nó có đã đâu mọi người. Mình coi là mình thấy nó cũng không có đã nữa. Nhưng mà trực tiếp coi thì chắc chắn nó sẽ đã hơn rồi. Trời nó đúng đã luôn á. Giờ nhớ là vẫn còn cái cảm giác đó luôn á trời. Bất chấp đi coi bắn pháo bông rồi, đi là coi là nó vui thiệt, nó hay thiệt, nó mê thiệt. Nhưng mà có điều là hơi mệt nha mấy bạn. Kiểu dạng là đông người quá rồi xong kẹt xe này kia, trời đúng mệt luôn á. Cái lúc mà đi á, mà kiếm cái chỗ mà để đậu xe rồi đi vô xe pháo bông á, lúc đó là đông xe lắm rồi, kiếm cái chỗ mà đậu xe nó cũng rất là khó luôn á. Rồi tới cái lúc về lấy xe cũng rất là lâu luôn, tại vì rất là đông người luôn á bạn, nên là hơi bị khổ. Và video này của mình cũng đã hết rồi, nên là hẹn lại các bạn những video tiếp theo. Thì cái video tiếp theo chắc chắn là video tới rồi mà mình sẽ đăng hơi bị trễ á. Mình không biết lần nào mình đăng, chắc cũng tầm một tuần nữa. Thì do là cũng bận việc học với này kia làm biến đó, nên là đăng video ngày tới thì nó sẽ hơi trễ. Còn nếu mà các bạn muốn coi video của mình mà dạng mấy video ngắn thôi á, thì các bạn có thể lên TikTok của mình có để dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì bye bye.